Thưa quý vị, vừa qua tại sân bóng Viva, quận Ninh Kiều, vừa tổ chức giải bóng đá tứ hùng chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Giải bóng đá quy tụ 4 đội bóng gồm văn phòng Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Liên quân FC Ninh Kiều 1, Liên quân phòng ban quận Ninh Kiều và Liên quân FC Ninh Kiều 2. Các đội thi đấu theo thể thức bốc thăm chia cặp đấu loại trực tiếp chọn ra hai đội chiến thắng vào tranh trận chung kết Kết quả đội bóng Liên Quân FC Ninh Kiều 1 đã xuất sắc giành chức vô địch sau khi giành chiến thắng 5-3 trong trận chung kết trước Liên Quân Phòng Ban của Ninh Kiều.